Nếu đúng theo quy trình thì khi hình thành một khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải đi trước một bước. Nhưng tại hầu hết các khu chung cư đô thị của Hà Nội lại thực hiện theo quy trình ngược lại, xây nhà trước làm hạ tầng sau. Thực tế này khiến nhiều khu đô thị, một là rơi vào cảnh bị bỏ hoang, hai là người dân về ở thì cũng mếu dở khóc dở. Khu đô thị Nam An Khánh, quận Hoài Đức, Hà Nội. Sau mỗi cơn mưa, cả khu đô thị lại ngập trong biển nước như thế này. Hạ tầng cấp thoát nước không đồng bộ chính là nguyên nhân khiến khu đô thị mặc dù đã xây xong rất lâu nhưng vắng bóng người ở. Nước ngập này thì rết, rắn nó bò vào, rồi đủ các loại côn trùng nó bò vào thì không ai dám ở. Còn tại khu đô thị này, mặc dù người dân đã về ở, song những tiện ích phục vụ cho cư dân như sân chơi, chỗ đỗ xe lại chưa được đầu tư, khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là thực tế này khác xa so với quảng cáo của chủ đầu tư. Thì chủ đầu tư là cứ trốn tránh, không giải thích rằng là tại sao nó không có và lý do không có và trách nhiệm. Anh quảng cáo một đằng mà anh bán sản phẩm không đúng, thì anh bồi thường thiệt hại như thế nào, hay anh chờ ra anh xây dựng thế nào, thì nhà đầu tư không trả lời. Điều đáng buồn là thực trạng này diễn ra tại khá nhiều khu đô thị ở Hà Nội. Đa số chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, thiếu nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, v.v. Thậm chí, không ít nơi, diện tích cây xanh, khu vui chơi cũng bị thu hẹp để chủ đầu tư có thể tăng thêm diện tích xây dựng. Tất cả các chủ đầu tư thì lại là những chủ đầu tư chỉ xây dựng nhà ở trong cái dự án của họ được phân để mà bán. Tức là thương mại hóa được. Cái gì thương mại hóa được thì họ làm. Còn toàn bộ các cái dịch vụ công cộng đời sống thiết yếu tại chỗ, ví dụ như là trường học, chợ búa, phòng khám, rồi các cái dịch vụ công viên, cây xanh, thì dường như là các chủ đầu tư bỏ lửng. Nhiều chuyên gia cho biết, thời điểm bất động sản sốt nóng, thông tin về quy hoạch, thậm chí dẫn dắt thị trường, không ít chủ đầu tư ỷ lại nhà nước sẽ quy hoạch nên sao nhãng trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thậm chí còn tô vẽ hạ tầng hoàn chỉnh bằng những lời quảng cáo hứa hẹn. Các cấp chính quyền địa phương chúng ta cũng cần phải kiểm tra giám sát và cùng với các cái chủ đầu tư, chúng ta có thể nói là những cái khiếm khuyết đó chúng ta sẽ khắc phục. Chúng ta nhìn thấy những cái doanh nghiệp mà để hoang như thế thì chúng ta phải đi đến tận cùng là tại sao nó như thế, khách quan hay chủ quan? Nếu như khách quan thì các cấp chính quyền phải vào cuộc. Tình trạng xây nhà trước làm hạ tầng sau của nhiều chủ đầu tư chẳng khác gì đem con bỏ chợ, bỏ quên quyền lợi của người dân. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nếu không có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước đối với những bản quy hoạch đã được duyệt.